Ăn đi. Có món vậy? Có món à? Bữa nay đứa nào ăn chó đó đưa chát. Con không ở, từ từ rửa cán đâu. Mẹ ăn xong rồi hả? Ừ. Giờ tới tao ăn. Ê. Cái món này tao thích nè. Trời ơi, tao heo khó lắm. Mày ăn xong rồi mà. Mẹ không có cơm thì... Tao cũng ăn xong rồi. Mẹ lời rửa chén nha. Gì vậy? Ủa? Cái con này mẹ ăn xong chưa? Không chịu dọn mà cũng không chịu rửa luôn. Ủa thì tao ăn xong rồi, tao rửa rồi. Ủa? Mày rửa sao còn nguyên một cái bồn chén vậy? Thì tao rửa chén của tao. Tao rửa chén của tao. Mày tới số mày với tao rồi.